vị và các bạn đã theo dõi tin tức Covid-19 mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Với những thông tin được cập nhật liên tục, chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch Covid-19 trên cả nước. Từ khi thành phố Hồ Chí Minh mở cửa sau thời gian dài chống dịch, nhiều người dân ở các tỉnh miền Tây có nhu cầu về quê. Thế nhưng tình trạng về quê tự phát đã xảy ra nhiều hậu quả khó lường. Đêm muộn ngày 1 tháng 10 sang dạng sáng ngày 2 tháng 10, hàng trăm cảnh sát và cán bộ y tế làm việc xuyên đêm tại cửa ngõ An Giang vì có hàng nghìn người tự ý chạy xe máy về quê. Lãnh đạo địa phương lo miền Tây bùng phát dịch bệnh. Sáng mùng 2 tháng 10, cơ quan chức năng tỉnh An Giang tiếp tục sàng lọc lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 2.800 người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai tự ý chạy xe máy về quê. Những người này được địa phương bố trí ở tạm tại 5 điểm trường tại phường Mỹ Thạnh và Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên. Do cùng lúc có hàng nghìn người tập trung tại cửa ngõ tỉnh An Giang, lực lượng công an đã tổ chức phát cơm, bánh mì, sữa, nước uống miễn phí để người dân không bị đói khát trong thời gian chờ giải pháp của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, suốt đêm qua, hàng trăm cảnh sát và nhân viên y tế đã làm việc liên tục để vừa lấy mẫu xét nghiệm, vừa bảo vệ, tránh để người dân tự ý rời khỏi các điểm tập trung. Và sáng mùng 2 tháng 10, bên ngoài trạm thu phí T2 vẫn còn khoảng 500 người. Nhóm này cũng từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, chạy xe máy về quê nhưng chưa được cơ quan chức năng tiếp nhận vì An Giang không chuẩn bị kịp các khu cách ly tập trung. Theo ông Bình, người dân ồ ạt về quê đã tạo áp lực rất lớn cho các tỉnh miền Tây. Do địa phương không đủ khu cách ly nên mượn tạm trường học trong khi học sinh sắp tới ngày đến trường. Khu cách ly của tỉnh đâu đủ, phải bố trí ở trường học. Từ khuya và sáng nay vẫn còn người đi xe máy về quê, khiến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vỡ trận. Bà con về quê tự phát gây nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Không khéo cả đồng bằng sông Cửu Long sẽ quay lại áp dụng chỉ thị 16, ông Bình cảnh báo. Lãnh đạo công an tỉnh An Giang cho biết, trong đêm mùng 1 tháng 10, các ngành chức năng tỉnh đã tiếp nhận 2.800 người dân di chuyển tự do từ các tỉnh thành phố lớn về An Giang. Công an đã bố trí 5 điểm để sàng lọc, phân loại cách ly. Trước đó và chiều tối mùng 1 tháng 10, sau khi tiếp nhận thông tin có hàng trăm người dân từ các tỉnh thành phố tự di chuyển về quê ở An Giang, Ba giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chủ động phối hợp cùng các ngành chức năng, hướng dẫn người dân đến các địa điểm tập trung để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tổ chức phát cơm, bánh mì, sữa và nước uống miễn phí cho người dân, đảm bảo cho người dân không bị đói khát trong thời gian chờ những chủ trương, giải pháp của tỉnh. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 2.800 người dân ngoài tỉnh về đến cửa ngõ tỉnh An Giang. Lực lượng công an đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng đưa vào các điểm tập trung tại 5 điểm trường ở phường Mỹ Thạnh và Mỹ Thới để sàng lọc, phân loại người đã tiêm một mũi vaccine, hai mũi vaccine, người về từ địa phương thực hiện chỉ thị 15, 16 và người có nhu cầu được cách ly tại các nhà nghỉ, khách sạn để bố trí cách ly hợp lý. Ngay trong đêm, các ngành chức năng tỉnh An Giang đã tổ chức test nhanh cho người dân. Các trường hợp âm tính bàn giao cho các huyện, thị xã, thành phố để bố trí điểm cách ly tập trung. Nếu có các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, thành phố Long Xuyên sẽ giữ lại để theo dõi điều trị công an tỉnh An Giang đã tổ chức chốt chặn, quản lý chặt chẽ để đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các điểm tập trung người dân và điểm cách ly tập trung, không để người dân tự đi xe máy về các địa phương trong tỉnh. Lãnh đạo An Giang khẳng định, tỉnh không có chủ trương tiếp nhận người dân từ các tỉnh thành tự phát trở về. Tối ngày 1 tháng 10, Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang cho biết, Ban thường vụ tỉnh ủy vừa tổ chức họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19, triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch trong thời gian tới. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, do đó An Giang sẽ không tiếp nhận các trường hợp người dân ở các tỉnh thành tự phát trở về địa phương. Theo ông Bình, đối với những người dân đã về đến các cửa ngõ của An Giang trong đêm 30 tháng 9, dạng sáng 1 tháng 10, các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp nhận, bố trí điểm tập trung phân loại đối tượng, tiến hành test nhanh và PCR để tổ chức cách ly hợp lý. Ông Bình đặc biệt lưu ý. Tỉnh sẽ không tiếp nhận người dân tự phát trở về địa phương trong thời gian tới. Người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị địa phương phải tăng cường lực lượng phân loại, tiếp nhận người dân tại cường ngõ tỉnh và hoàn thành xong ngay trong đêm mùng 1 tháng 10. Lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ đạo phải lưu ý đến việc bố trí người dân có điều kiện, có nhu cầu muốn cách ly tại nhà nghỉ khách sạn để giảm tải cho các khu cách ly tập trung. Kết luận cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh, An Giang vẫn giữ nguyên quan điểm không có chủ trương tiếp nhận người dân từ các tỉnh thành tự phát trở về địa phương thời gian tới. Vì hiện nay, tình hình dịch bệnh trong An Giang vẫn còn diễn biến phức tạp. Tỉnh đang tập trung khống chế các ổ dịch trên địa bàn. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã lấy ý kiến lãnh đạo 11 huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp nhận người dân tự phát trở về địa phương. Theo đó, trên tinh thần dân chủ tập trung, An Giang thống nhất chỉ tiếp nhận người dân về đến cửa ngõ tỉnh trong tối 30 tháng 9 dạng sáng mùa 1 tháng 10. Con đường về nhà, về lại nơi chôn nhau, các rốn của mình, vốn tưởng như rất đỗi bình thường, chính đáng của nhiều người dân, các tỉnh thành miền Tây, cũng như nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước hiện đang sinh sống, làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai lại đang trở nên rất gian truân. Ai cũng biết, trong điều kiện dịch COVID-19 đã có diễn biến phức tạp, người dân phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, xin hãy đừng để những nhu cầu chính đáng của người dân trở thành những hành vi nguy hiểm, sai trái, với bất cứ lý do nào. Trong hai ngày 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10, hàng nghìn người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, gọi tắt là khu vực, đã di chuyển bằng xe máy với linh kình đồ đạc hướng đến các chốt kiểm soát ở các khu vực cửa ngõ, mang theo niềm tin, hanh thông trong con đường về quê sau bao ngày cơ cực nơi đất khách quê người, vất vả mưu sinh. Đặc biệt, họ đang là đối tượng chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19. Mất việc làm, không có nguồn thu nhập nào. Vì vậy, với họ, Việc lựa chọn con đường về quê được xem như giải pháp cuối cùng thoát khỏi cảnh khó khăn hiện nay. Có thể nói, người dân lao động nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, ở lại không xong, về cũng không được. Tình trạng này đã từng diễn ra trước những ngày thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chuẩn bị tăng cường thực hiện chỉ thị 16 CTTTG. Đến ngày 30 tháng 9, khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành nới lỏng giãn cách xã hội, họ đã chuẩn bị cho kế hoạch về quê. Khi kéo về chốt kiểm soát sát xanh với tỉnh Long An ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Những hành động tự phát này ngoài không bảo đảm các quy định phòng chống dịch COVID-19, vi phạm trong quá trình di chuyển trên đường, ảnh hưởng sức khỏe, nhất là đối với trẻ em, người lớn tuổi. Thậm chí một số người đã có biểu hiện kích động tại trạm kiểm soát đêm 30 tháng 9. Công điện của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 9 nêu rõ, yêu cầu đi lại của người dân trong khu vực và với các tỉnh thành phố khác là rất lớn và chính đáng. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh trong khu vực dù đã từng bước được kiểm soát nhưng vẫn còn phức tạp do dịch bệnh đã nhiễm sâu trong cộng đồng. Cùng với đó, mức độ bao phủ vaccine của các địa phương còn thấp. Nếu dịch bệnh lan rộng sẽ gây quá tải cho hệ thống y tế, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn người dân không nên tự phát di chuyển về quê bằng phương tiện cá nhân. Các cơ quan chức năng thành phố sẽ phối hợp với các tỉnh thành phố để đưa người dân có nhu cầu về quê chú đáo đảm bảo sức khỏe và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 nơi người dân đi về. Bộ yêu cầu các sở giao thông vận tải nêu trên chủ động phối hợp với sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An có phương án chuẩn bị đầy đủ phương tiện, xe ô tô khách, xe ô tô tải, lái xe luôn luôn thường trực để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển người dân. Phương tiện cá nhân của người dân, xe máy, xe đạp khi có yêu cầu hỗ trợ vận chuyển, việc vận chuyển người dân phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 đối tượng được cấp phép vận chuyển theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hướng dẫn tại quyết định 1740 quy qd BGTVT ngày 30 tháng 9 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, Bộ yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An phối hợp với các sở, ngành, địa phương trên địa bàn nắm bắt tình hình thực tế, người dân có nhu cầu về quê để chủ động chỉ đạo có phương án chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lái xe, để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển người dân có nhu cầu về quê, phương tiện cá nhân của người dân, xe máy, xe đạp. Kể cả trường hợp khi có nhu cầu về quê của người dân tăng cao thì phải đảm bảo không thiếu phương tiện lái xe. Phối hợp với các sở giao thông vận tải địa phương nơi người dân có nhu cầu về quê để đảm bảo tổ chức đưa đón trật tự, chú đáo, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch COVID-19. Các sở giao thông vận tải nêu trên chỉ đạo thanh tra giao thông vận tải phối hợp với cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng khác trên địa bàn hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển, đảm bảo không xảy ra ủn tắc giao thông, đặc biệt khi qua chốt kiểm soát dịch. Do đây là vấn đề cấp bách, vừa phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, vừa tăng cường kiểm soát xa vào khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, đảm bảo trật tự và an toàn. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các sở khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được báo Sức khỏe và Đời sống liên tục cập nhật đến quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi cũng rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng. Hãy like, subscribe, bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế các bạn nhé. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại.